thượng Minh Châu rồi nếu được nó cho xin cái chánh kinh này, chánh kinh là chú giải, chánh kinh là chú giải thì cảm ơn rồi xong chánh bản tiếng Việt, cho xin bản tiếng Việt nữa để cho bà con ta theo dõi bản tiếng Việt này. Rồi xin bản tiếng Việt đó là xong, bản chánh kinh rồi bản tiếng Việt đó là xong cái phần kệ cái phần kệ. Dạ ra xong xin đảnh lễ chư tôn đức tăng ni trung dung. Dạ, xin kính chào các vị Phật tử. Sáng nay chúng ta học tiếp theo cái bài tức bài bài kinh đốt cháy thiêu cháy quên mất rồi, cái chữ Pali là Adipta là bị thiêu cháy, nó cũng có nghĩa là bị đốt nóng. Chúng ta biết rằng là ngay khi mà Đức Thế Tôn vừa thành đạo xong đó thì có một ngày có giảng một loạt khoảng chừng có mấy bài kinh mà được xem đó là cái nền tảng hay là cái cương lĩnh, nền tảng hay là cương lĩnh cho toàn bộ cái giáo lý, cho toàn bộ cái giáo lý mà về sau này nói đã nói nhất thiết trí thì không có cái cương lĩnh, không có cái cương lĩnh, không có một cái không không có soạn bài sẵn đâu, không có soạn bài sẵn. Nhưng mà ở đây chúng ta nói như vậy có ý tôi muốn nói rằng chỉ chừng khoảng chừng năm bài pháp đầu tiên sau khi thành đạo đó thì coi như là toàn bộ nội dung của mấy chục năm sau đó đã được gói ghém trọn vẹn trong đó, chẳng hạn như là kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh Vô Ngã Tướng, rồi bài kinh Adiṭṭhapariyaya, Adiṭṭhapariyaya bài kinh đó, trong bài kinh này xác nhận rằng rồi mắt là lửa đại khái vậy đó, lục căn đó là lửa, nếu mà mình không có khéo tu tập đó, thì nó sẽ đốt cháy mình và toàn bộ thế giới này bị thiêu cháy, bị đau khổ là bởi vì người ta không có tu tập trong sáu căn. Đại khái cái nội dung đó là đối với tôi thì nó là toàn bộ Phật pháp rồi còn gì nữa, thì cái vấn đề nó phải giải quyết để là khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ, và khổ và con đường diệt khổ đó nó nằm gọn ở trong sáu căn thôi. Thì liên quan thấy liên quan mà nói vậy thôi, chứ chữ Adita để nó mang một cái nghĩa rộng khác cái cái nghĩa một khác cái nghĩa ở cái bài kinh mà tôi vừa trích dẫn. Cái chữ Adita đây là nghĩa là bị thiêu cháy hay là bị đốt nóng, có nghĩa rằng là theo cái bài kinh này ta thấy rằng là Đức Phật ngài dạy rằng là cái thế giới này đó mọi thứ đang bị đốt cháy, có nghĩa là về vật chất á, thì mọi thứ nó đang sẵn sàng bị vô thường, bị biến hoại, bị thay đổi. Còn về đời sống tinh thần á, thì chúng sanh luôn luôn bị đốt cháy ở trong cái phiền não. Cho nên cả thế giới này cái câu mà gọi là tam giới như hỏa trạch phải hiểu được cái hai nghĩa là cả vật chất và lẫn tinh thần nó luôn luôn ở trong tình trạng đi tới. Tôi nhớ trong một bài viết nào đó tôi quên mất của tôi, trong đó đúng rồi bài Những Ngọn Nến Đời, trong đó tôi có xác định một điều đó là toàn bộ cái thế giới này với cả cái nền văn minh văn hóa của nhân loại mấy nghìn năm tới thì mọi thứ nó luôn luôn ở trong cái tình trạng là bị thiêu hủy, nó giống như ngọn nến vậy đó, có nghĩa là ngọn nến nó được làm ra để được đốt chứ không phải là làm ra để mình đem mình chưng. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, ngọn nến nó chỉ phát huy được tác dụng, phát huy được ý nghĩa của nó khi nó bị đem đốt cháy, và nó chỉ chứng minh, nó chỉ khẳng định được sự tồn tại của nó thông qua cái sự tự 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 thiêu hủy, tự thiêu hủy. Và chính khoa học vật lý hôm nay cũng nhìn nhận rằng cái sự tồn tại, cái sự sống còn này nó chỉ là một quá trình tiêu thụ năng lượng và tự hủy, tiêu thụ và tự hủy mà thôi. Tức là mọi thứ nó phải luôn luôn trong tình trạng đi tới, dù muốn dù không thì nó phải luôn luôn trong tình trạng bị đẩy về phía trước. Và ta gọi theo cái ngôn ngữ khoa học vật lý đó là cái quá trình tiêu thụ năng lượng và tự hủy. Đó là bản chất của thế giới. Thì Đức Phật ngài dạy rằng là dù muốn dù không thì chúng ta phải già đi, dù muốn dù không thì chúng ta phải lìa bỏ tất cả cả những gì mình thương thích, mình không bỏ nó đó thì nó cũng bỏ mình. Và ngài dùng hình ảnh rất là xác đáng, đó là giống như một ngôi nhà đang cháy thì cái người gia chủ thông minh ấy thì chỉ có một cách
động, đó là tự thoát ra khỏi chỗ cháy, và nếu tiện tay đó thì quơ thêm được bao nhiêu hay bao nhiêu. Chứ còn giờ đó mà còn ngồi mà cộng đường nhân chia thì có lẽ không còn thời gian nữa đâu. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta không rõ, chúng ta không có biết chắc là mình sống được bao lâu. Bây giờ mình ngon lành, sáng nay mình đi đánh golf, đi đánh tennis, sáng nay mình đi lái xe thể thao, sáng nay mình đi camping, sáng nay mình đi dã ngoại, đi việc dã với thân quyến bà con. Nhưng mà buổi chiều nay thì chúng ta trở thành một người bệnh nằm liệt giường, cái chuyện đó không có gì lạ ha, chuyện nó không có gì lạ hết. Sáng nay mình là một nhân vật tiếng tâm, chiều nay mình là một nhân vật tiếng tai. Từ cái tiếng tai mà nó có tiếng tâm nó chỉ có một cm thôi. Sáng nay đó thì mình đi hai chân bằng cái chân của mình, chiều nay mình có đi bằng xa lăng, và thậm chí mình có đi bằng sự dìu dắt của người khác. Đó chính là cái bản chất của đời sống, thấy vậy mà không phải vậy. Cho nên ở đây ta thấy, sau khi nói sơ qua nội dung bài kinh thì ta thấy trong đây có một cái chánh đối kinh như thế này. Trong ngôi nhà thiêu cháy, vật dụng đem ra ngoài, vật ấy có lợi ích, không phải vật bị thiêu. Nếu mà chúng ta đem ra được cái món nào thì món nó còn xài được, còn nếu mà để nó kẹt lại trong nhà thì món nó coi như bỏ, coi như cúng dường cho bà hỏa. Có hai cách, chúng ta có hai cách hành động trong khi nhà đang cháy. Một là để nguyên đó thì nó sẽ trở thành tro. Rồi cách hành động thứ hai đó là đem nó ra ngoài. Cũng vậy, khi mà chúng ta sống trong một cái đời sống mà cái gì cũng mong manh, hoặc là nó lìa bỏ mình, hay là mình lìa bỏ nó đó, thì cái cách mà thông minh nhất đó là đem đi cho ra. Và tôi nhớ có một tỷ lần tôi đã thưa với đại chúng ở các đạo tràng, đó là cái giá trị của một con người không nằm ở chỗ anh ta nhận được cái gì từ cuộc đời, mà cái giá trị của mỗi con người, của mỗi cá nhân, nó được đánh giá thông qua những gì anh ta trao ra. Đây, cái giá trị thật sự của một con người, tôi nhắc lại, không phải nằm ở những gì ta nhận được, mà nó còn nằm ở cái gì chúng ta trao ra nữa. Thí dụ như tôi trúng số được 100 triệu đô la mà tôi không biết dùng nó cho người khác, thì 100 triệu đó nó chỉ là cái phương tiện ăn chơi trác tán, xa đọa trụy lạc cho riêng tôi. Thì các vị nghĩ thì sao? Nếu mà tôi mướn 100 triệu đô la đó ở những cái sòng bài ở Monaco, hay là Macau, hay là Las Vegas, rồi thì 100 triệu đó nó trở thành tro tàn, nó trở thành vàng giấy vàng mã. Trong khi đó, tôi một tháng, tôi là người cư sĩ, tôi đi cắt cỏ, tôi rửa chén, một tháng tôi chỉ có mấy ngàn đồng thôi. Mà trong mấy ngàn đó có người nghèo Việt Nam, có chùa miếu tăng ni, có gia đình, được có bạn bè khốn khó. Thì mấy ngàn đó nó được sử dụng, nói theo trong kinh là sử dụng một cách thông minh. Trong kinh Đức Phật dạy rằng một cái người cư sĩ mà chuẩn mực ấy, thì phải có cái cách sử dụng tài sản được phân chia hợp lý như sau: 1/4 là để trả nợ cũ, 1/4 là cho vay nợ mới, 1/4 là đem luyện bỏ, và 1/4 là đem chôn để dành. 1/4 mà trả nợ cũ có nghĩa là nuôi dưỡng cha mẹ và người ân của mình khi họ đang cần, đó là trả nợ cũ. Rồi cho vay nợ mới có nghĩa là mình chăm sóc vợ con, giúp đỡ bạn bè. Rồi cái thứ ba đó là đem 1/4 là đem luyện bỏ, có nghĩa là cái phần xài cho mình. Cái phần xài cho mình thì đem luyện bỏ có nghĩa là nó không có cái gì đáng nói hết, bởi vì xài cho riêng mình mà. Nhưng mà cái phần này không thể bỏ được, bởi vì 1/4 này thấy nó nghe nó luyện bỏ, nhưng thật ra nó cũng hơi quan trọng đó. Bởi vì sống ở đời ai mà không có cần cơm ăn áo mặc, nhà để ở, thuốc để chữa bệnh nhé. Cho nên là 1/4 là phải dành cho mình, cái phần đó được gọi là đem luyện bỏ đó. Thấy luyện bỏ đó nhưng mà nó cũng rất là cần thiết. Rồi cái 1/4 còn lại đó chính là chôn để dành, tức là đem đi làm phước. Thì dĩ nhiên đó là đời sống của một cư sĩ chuẩn mực. Còn chúng ta hôm nay thì có lẽ khó à. Ngay cả cái chuyện mà trả nợ mới, ở trả nợ cũ đó, tức là nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, người ơn đó, thì coi như là làm gì chúng ta dám xài 1/4. Rồi tiếp theo đó là cho vay nợ mới đó, thì cái phần này có bộ hơi nhiều. Cái phần này chúng ta thấy khuynh hướng của nhân loại thời nay đó, thì cái phần mà cho vay nợ mới là nhiều. Lo cho con đi học trường đại học nổi tiếng, lo cho bà xã đi thẩm mỹ viện, vân vân, thì cái đó hơi nhiều. Nhưng mà tới phần thứ ba đó,
thì cũng nhiều đó, phần dành cho mình. Thì có người họ lạ lắm, trung kinh nó có bốn hàng. Một là rộng với mình nhưng mà hẹp với người. Cái hạng thứ hai đó là hẹp với người. Một là rộng với mình, hẹp với người. Hạng thứ hai là rộng với người mà hẹp với mình. Rộng với mình nghĩa là bản thân mình xài thì rất là thoải mái, không biết tiếc. Nhưng mà một cách cho ra đó thì tiếc. Đó là rộng với mình, hẹp với người. Còn cái đoạn thứ hai đó là rộng với người mà hẹp với mình. Đó là có nhiều người bản thân họ đó thì rất là tiện tặng, tiết kiệm, nhưng mà cái chuyện phải xài cho người khác đó, thì họ xài rất là rộng tay. Đó là hạng thứ hai. Rồi cái hạng thứ ba đó là rộng với mình mà cũng rộng với người. Có nghĩa là bản thân mình xài thì xài toàn đồ hiệu không thôi. Xe thì coi như trung bình cứ năm đổi một chiếc vậy đó. Đồng hồ thì dưới 10.000 đô không được. Còn túi xách bóp, đồng hồ, mắt kiếng, áo quần, giày, dép thì coi như là phải đồ hiệu mới được. Mà đem khi mà đem giúp đỡ người khác cũng rất là rộng tay, móc tiền ra không có đếm. Đó là hạng thứ ba, đó là rộng với mình và rộng với người. Hạng thứ tư đó là hẹp với mình mà cũng hẹp với người, nghĩa là bản thân không dám xài cho mình mà cũng không dám xài cho người khác. Như vậy thì nãy giờ tôi hy vọng là những cái giải thích của tôi nãy giờ có bốn, có mấy một số cái quý vị phải nghe để ghi lại nhé. Một là bốn cách cái sử dụng tài sản, một là một phần tư là trả nợ cũ, một phần tư là cho vay nợ mới, một phần tư là đem luyện bỏ tức là xài cho mình, và một phần tư là đem chôn để dành tức là đem làm phước. Đó là một cái phải ghi chú cho bài học này. Cái ghi chú thứ hai đó là bốn hạng người trong đời: một là rộng với mình, hẹp với người; hai là rộng với người mà hẹp với mình; thứ ba là rộng với người mà cũng rộng với mình; và thứ tư là hẹp với mình và cũng hẹp với người khác. Đó là một chuyện. Thì trong kinh nói trong một cái thế giới mà bị đốt cháy, trong một thế giới mà một từng cái con người luôn luôn đứng trước cái bờ vực của cái chết, thì coi như là chúng ta phải có một cách sống thông minh. Tôi nhớ trong kinh nói cuốn của thầy Tâm Cao có một câu rất là hay mà tôi chỉ nhớ ba câu sau thôi. Người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tôi luôn sao chẳng dọn lòng nghe tu. Cái câu này phải ghi nè: người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tự lương chứ tự lương mà mới nói ngày hôm qua đó, tự lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Đây là bốn câu: người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tu luôn sao chẳng dọn lòng lo tu. Câu rất là hay. Phải nói rằng là đối với tôi thì thầy Tâm Cao đã hoàn tục và nghe đâu đã mất rồi. Thì đối với tôi mà nói đó thì đây là một cái nhân vật mà nếu mà nói gọi là thi hóa kinh pháp cuốn đó, tức là chuyển thơ, chuyển kệ pháp cuốn thành ra thơ Việt Nam ấy, thì theo tôi là thành công nhất Việt Nam, thành công nhất. Tức là có rất là nhiều tay mà phải nói là thi bá trong cái làng thơ Việt Nam đó, trong cái làng mà gọi là trong cái nghề gọi là trong cái khả năng gọi là làm thơ đó, thì có nói là thi hóa là biến kinh mà thành thơ đó. Thì có một bên Bắc Tông có một vị và bên Nam Tông có một vị, thì theo tôi hai vị đó là rất là nổi tiếng, nhưng đặc biệt là thi hóa kinh pháp cú thì không so được. Theo tôi thôi, trong cái nhìn chủ quan của riêng tôi thì không so được có thể Tâm Cao, mà chỉ tiếc là vị này đã không có nhiều thời gian cho cái chuyện này. Cái này thì các vị làm ơn tìm dùm tôi, cái này chỉ có trong nước thôi nha, chứ ngoài thì tôi thấy là sắp không có rồi. Đó là quyển kinh thơ, đó là thi hóa kinh pháp cú mà kinh thơ của thầy Tâm Cao nha. Những cái bài mà chúng ta thấy bây giờ, chẳng hạn như cái bài mà cái bài kệ mà Đức Phật ngài đọc lúc mà ngài mới thành đạo, đọc một mình đó, giữa rừng vậy đó, thì cái bài đó là rất là khó dịch văn sư rồi, đã là le lưỡi rồi, có mắt rồi, vậy mà thầy dịch có tiếng Việt dịch rất là lãng mạn, rất là hay.
lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này. Ôi đời sống thật buồn thay, đều ngay bánh cũ vần xoay lối về. Ở này anh thở nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham mái thải tiêu tàn, tâm ta thẳng đạt niết bàn thảnh thơi. Và tôi dịch rất là khác, rất là tuyệt, rất là khó dịch. Coi như nói với tôi những cái bản dịch đó giống như là cái bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu đó, tức là thầy Tâm Giao dịch rồi đó, thì người khác mỗi lần muốn làm lại cái công trình đó có lẽ phải e ngại. Hoặc là giờ ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồn tử hướng dễ gì chuyển lay, tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Rồi dù cho gốc bể chân trời, dù cho an núi trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng cò xanh xao chẳng dần. Một phần đánh lớp tuổi thơ của tôi trong chùa đã lớn lên bằng những bài thơ Pháp Cú, những bản dịch Pháp Cú, thi hóa Pháp Cú của thầy Tâm Cao. Và dĩ nhiên là cũng có những bài của thầy Minh Đức Trường Tâm Hạnh. Chứ hạn như từ trước tôi còn bé tôi đã thuộc cái bài mà thầy viết cho một cái lễ dân yên ở miền không Huế. Mười phương tăng tục về đây, duy nhi vàng chuyển kiếp mây bọt bèo, mong hoa đàm nở tâm nghèo, cho mê ái nọ trôi theo bóng chiều. Dĩ nhiên chúng ta chuyên tu thiền định chánh niệm tốt rồi, nhưng mà nếu phải dễ vui đó, tức là để tâm nó lăng tăng, nó lao sao một chút, thì thà là thuộc lòng, để bụng thuộc lòng những cái câu, những bản dịch đó, những bài thơ đó, thơ đạo rất là dễ thương. Hoặc là thầy có một câu, thầy tự Minh Đức có câu thơ chỉ hiếu: từ độ và lớn khôn đi vào đời, vô bể chỉ một lần có đền đáp thăm ân. Con lặng ngập trong vô vàng, máu lệ cứ quay nhìn xương trắng là phù vân. Tóc mẹ bạc như tuyết pha đầu núi, dáng mẹ gầy như vẻ hạt trong đông. Đã bao đêm trong đèn khuya lệ tuổi, ôi kiếp người sao cứ mãi ăn năn. Tôi rất là thích những bài đó. Hoặc là thầy có một câu nữa, nó hơi lạc đề trong cái bài giảng này, tôi vẫn nói luôn. Rất thích cái câu này, câu nào tôi muốn treo trong phòng của tôi. Xin đại nguyện giữa vô cùng sa mạc, lấy muôn thân đảnh lễ Phật ven đường. Cái hay chỗ là xin đại nguyện giữa vô cùng sa mạc, tức là giữa cuộc đời này nó như cái sa mạc vậy đó, nhưng mà con xin vẫn một lòng thờ Phật, ôm cái đại nguyện mà tầm đạo, lấy muôn thân đảnh lễ Phật ven đường. Có nghĩa là dù ở phương trời nào đi nữa, đói nghèo cỡ nào đi nữa, thì ở phương trời nào, trong hình hài nào, trong cái hoàn cảnh nào, thì con cũng là cũng một lòng lễ Phật. Ở đâu con cũng nhìn thấy Phật hết. Xin đại nguyện giữa vô cùng sa mạc, lấy muôn thân đảnh lễ Phật ven đường. Bà thơ đó mình chép lại: xin đại nguyện giữa vô cùng sa mạc, giữa vô cùng sa mạc, lấy muôn thân đảnh lễ Phật ven đường. Và dĩ nhiên, tôi không thể quên những bài kệ của sư phụ tôi, đó là Tịnh Tọa Thích Bằng Pháp. Cuộc thế trần phan, thầy có cái câu lạ về cái bài mà cái bài mà về Ba La Mật hay lắm. Bậc trí tuệ giác phòng chống đắc, vì căn cơ xuất sắc thông thường, trí nhân tâm tánh như gương, nên khi quan chiếu vô thường nhận thấy. Bậc đức tính lâu ngày hơn trí, vì tính nhân ích kỷ rõ ràng, tính nhân cá tánh đoan trang, lại ưa mến chuộng dị đoan linh thật. Bậc tinh tấn thì năng phục vụ kém khôn ngoan, chẳng đủ niềm tin, thế nên khó đắc giác nhân lâu hơn trí tuệ đức tin mấy lần. Đó là những bài thơ tôi nghĩ rằng xét về mặt thơ ca thì ở ngoài đời không chắc học họ không nghe đâu, nhưng nếu mình lớn lên trong đạo, trong chùa, mình sống trong Phật pháp, thì chính là những đó là những cái dòng suối nguồn mà nó nuôi lớn tâm hồn mình. Ok, bây giờ tôi quay lại bài kinh nha. Tức là chúng ta có bao nhiêu điều đúng cho học về bài kệ này, đó là chúng ta học về bốn cái cách sử dụng tài sản và bốn hạng người sống ở trong cái cuộc đời này nha. Bây giờ là chúng ta trở lại với kinh này. Khi mà giờ cuối cùng đến á, thì bỏ thân, bỏ sở hữu. Thân ở đây là sarira, ha, sarira, sarira là thân. Sarira là thân, tấm tóc thân mình ấy, là cái xác thân của mình ấy, bỏ. Rồi còn cái gì nữa? Parigraha. Cái xác là cùng với, mà cái parigraha ở đây nó gọi là tài sản, là vật sở hữu. Hai cái này bỏ hết. Khi mà mình chết rồi thì sao?
Một khi thần giác hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Cái đó cũng có thể tâm cao đó. Một khi thần giác hiện về, cái câu này là phải biết là một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con dẫu có chí tình, thì ngậm ngùi chỉ biết lặng thinh đứng buồn. Dĩ nhiên tôi phải nói rõ từ cái góc độ thơ ca, quý vị nói ô cái bài thơ này thường thôi, đúng, nhưng mà các vị thử tưởng tượng đứng vào cái vai của một cái người mà thi hóa đó, nó cực, vô cùng cực lắm. Bởi được cái ý trung thành, được cái ý nghĩa của cái bản kinh chánh văn đó là khó rồi, làm sao mà chuyển tải nó qua được, đưa nó vào một cái mặt thơ mà đọc vô nghe nó trơn, nó mềm ấy, thì nó càng khó khăn bội phần. Chứ còn mà nếu mình đem mình so với thơ của Xuân Diệu, Huy Cận, rồi Nguyễn Bính Chế, Lan Tiên, rồi Cung Trầm Tưởng, Nguyên Sa, Như Lý Lê thì chết chết rồi, đã rồi nha. Nhưng mà cái khó ở đây đó, cái khó ở đây đó là làm sao mà giữ được cái ý gốc của kinh mà vẫn giữ được cái trơn, cái mềm, cái nhẹ nhàng dễ nuốt cho cái bản tiếng Việt đó thì mệt. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết đứng nhìn. Rồi một cái nữa là cũng liên hệ bài này, con ta phải tài sản, đây là tức nghĩ là đây là của tôi, đây là con tôi. Phàm phu nghĩ thế, nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Cái câu này tôi mê đến mức tôi thuộc lòng cả Pali. Bút tâm mắt thí thanh mắt thí. Tôi đi viết một ít thôi rồi các vị tự tìm trong kinh nha. Bút tâm mắt thí thanh mắt thí ít tí bà lô với hành nhật thí. Người ngu nghĩ như vậy đó, nghĩ là tôi có tài sản, tôi có con cái, ít tí bà lô với hành nhật thí. Atta hay giác tình nắp thí, bản thân mình còn không có thì Atta rồi của tôi, của ta, của tôi ta này, thì con ở đâu, tài sản đâu, chính ta còn không có thì con đâu, tài sản đâu. Bút tâm mắt thí mắt thí tí bà lô với hành nhật thí, người ngu nghĩ như vậy là nghĩ tôi có cái này có cái kia, mà Atta hay giác tình nắp thí, chính ta còn không có thì của tôi, của ta, của tôi ta này, còn thì chính mình còn không có thì con đâu, tài sản đâu. Cho nên đây là những cái bài kệ pháp cú mà tôi sáng nay tôi không thèm giảng nhiều, tôi lấy kinh giảng kinh cho mới vui. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết lặng thinh đứng buồn. Rồi thì con ta tài sản đây là phàm phu nghĩ thế, nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Tất cả những bài kệ ra đây đều là kinh pháp cứu do thầy Tâm Cao thi hóa đã làm sao kiếm được cái đó. Mà bây giờ đó bà con ấy, một trong những chuyện làm mà tôi cho là ý nghĩa đó là làm sao mà kiếm được cái quyển này này, một là đem in lại, thì có cho đến thời buổi này iPhone 6 sắp ra rồi, vậy mà có vô số bà con Việt Nam cho đến bây giờ chưa biết tablet là gì, chưa biết smartphone là gì nha. Và người ta vẫn cứ tiếp tục thích cầm sách trên tay, thích nghe mùi giấy mới, cho đến bây giờ vẫn là như vậy. Cho nên chuyện in sách ra giấy, cái bản gì bản in giấy đó, vẫn cần thiết. Còn chuyện thứ hai, nếu mà tìm được ấy, mà muốn không in giấy đó, thì đem chuyển lên internet. Nhưng mà tôi nhắc lại là có vô số bà con của mình không có điều kiện hoặc là không có thích đọc cái trên internet, đọc chút thì được. Thì chút thì được, chứ còn kêu người đọc truyền miên nhất là đi chỗ này chỗ kia, đi
lên chùa hay là đi đi ra chợ hoặc là ngồi trên xe đò đó, đó là muốn họ thèm có một cái gì đó để họ đọc đó, thì lúc đó họ cần một bản in giấy nha. Thì ở đây tôi thấy nếu mà tìm được cái bản này để in lại thì tuyệt vời, là kinh Pháp Cú của thầy Tâm Cao. Còn các vị nói là tìm không ra thì tôi xin nói rõ dễ ẹt à. Các vị vào trong chùa đó, vào trong chùa chắc chắn 100% những vị tôn túc, chẳng hạn những vị tôn túc mà xuất gia trước năm 80 mà có tủ kinh riêng thì có thể tôi đoán chắc là 70% đều có. Mà tôi nói rõ là tôn túc những vị xuất gia trước năm 80, từ năm 80 trở về trước. Mà thì 70% trong số những vị đó đều có 70%. Còn những vị trẻ bây giờ thì các vị sang lắm, các vị đọc rồi mới thôi mà, vị đọc rồi sách mới thôi. Ok, đó là kênh giảng xong cái bài kinh này đó, cái bài kinh này. Và khoan khoan còn nữa, khi giờ cuối cùng đến, bỏ thân bỏ sở hữu là tài sản, kẻ trí hiểu biết vậy, thọ dụng và bố thí. Thọ dụng và bố thí, thì cái thọ dụng ở đây tiếng Bali kêu là, thọ dụng ở đây tiếng Bali kêu là cái gì rồi, phun chì thác đắp đi thác à, cái đó là chia rồi nha. À, mà cái đây cái chữ mà chưa có chia là mình khi giải thích là mình không có thể dùng chữ chia được, mà phải xài chữ chưa có chia là phun chặt tí là ăn, nghĩa đen là ăn mà nghĩa bóng của nó là, có nghĩa là hưởng thụ, hưởng thụ hoặc là tiêu tiêu xài, chữ phun chặt tí trong trường hợp là phải hiểu như vậy. Rồi cái chữ đắp đa đa tí, đa đa tí, đa đa tí có nghĩa là cho, rồi cho có nghĩa là biết xài cho mình và biết xài cho người khác. Nếu mà dịch ở đây mà tôi, nếu mà tôi dịch chỗ này thì tôi dịch như vậy, biết người trí biết như vậy nên biết xài cho mình và cũng xài cho người khác. Cho có nghĩa là biết xài cho người khác, còn phun cho tí là cũng biết xài mà xài cho mình. Vậy tôi dịch lại là biết xài cho mình và cho người đó, làm ơn phân biệt giùm, phân biệt giùm các khái niệm sau. Hả? Phân biệt giùm đấy, khái niệm gì? Rộng rãi không có nghĩa là hoang phí, tiết kiệm không có đồng nghĩa với hà tiện. Để làm ơn nhớ dùng cái bài kinh này, nó có cái chỗ đó phải nhớ. Rộng rãi nó không có đồng nghĩa với hoang phí, và tiết kiệm nó không có đồng nghĩa với hà tiện nha. Chuyện đáng xài mới xài à, chuyện đáng xài mới xài thì cái đó gọi là tiết kiệm. Mà bảo là gặp chuyện đáng xài thì không có tiếc, tức nghĩa là mình nhắc lại cái câu nói ngày hôm qua, không có, nếu mà phải tiết kiệm thì đừng có dưới mức cần thiết, mà nếu có rộng rãi thì đừng có quá mức cần thiết. Hôm qua mình, là nếu giản dị á, đơn giản á, viết cho tôi nha. Hôm qua là nếu đơn giản thì đừng có dưới mức cần thiết, mà nếu phải phức tạp thì đừng có quá mức cần thiết. Còn bữa nay mình sửa câu lại là nếu mà phải rộng rãi đó thì đừng có quá mức cần thiết, mà nếu mà có phải tiết kiệm thì đừng có dưới mức cần thiết. Đây, đây là cái câu các vị phải nhớ thuộc lòng. Tôi biết đây toàn là dân toàn lông mà ổ không, mình nhưng bắt buộc mà đây là những cái công thức cho cái bài kinh này. Rộng rãi không có nghĩa là hoang phí, mà tiết kiệm không có nghĩa là hà tiện. Rồi bây giờ ghi câu thứ hai, đó là tiết kiệm thì đừng có dưới mức cần thiết, mà rộng rãi thì đừng có quá mức cần thiết. Ok. Thí xong thọ dụng xong, tại sao có chữ xong đó thì là dịch sát, cái chữ gọi là toa toa nó tu nó là giác. Thí xong thọ dụng xong, dịch sát, dịch sát quá sát đi. Đó, các vị thấy chữ phun chê, phun cho tiết tức là dùng, mà sau khi dùng xong gọi là phúc toa. Phun, cái chữ phun chê thá là sử dụng cho mình á, phun chê thác thì phúc toa, phun chê thác nủ thì phúc toa. Mà đã
Đà Tí Thì Đà Tòa. Đó, sở dĩ mà ngày dịch xót xa là xác vậy đó, tức là sau khi mà cái người trí mà họ biết được cái đời sống nó luôn luôn nó bị vô thường như vậy đó, thì họ phải biết sử dụng tài sản một cách đúng mức, cứ gần đức dùng cho mình mà biết dùng cho người khác. Từ chỗ đó nó mới ra là khuyên chia thập phúc tòa bát đa thì đa tòa. Ok, thì mấy cái ghi chú này dành cho cái vị nào chú ý học tiếng Bali. Đêm qua có một người Phật tử ở Boston, Mỹ, họ gửi email tôi rất là dễ thương. Họ cũng không còn nhỏ nữa đâu, ngày cũng lu bu tục sự chuyện nhà, nhưng mà họ nói rằng khi họ giữ cái lớp này nó, họ tự nhiên họ nảy ra cái ý họ muốn học chữ Pali. Từ cái câu nói đó mà tôi thấy thương, tôi nghĩ rằng thôi thì trong mỗi buổi giảng về giáo lý này mình dành ra một chút thời gian để nhắm đến những đối tượng đó, bởi vì nó có cái này là cứ mỗi người bị làm quen với một số từ Pali mà tôi cho rằng cần thiết ha, thì các vị tưởng tượng đi, đó theo cụ Nguyễn Lê đó, cụ nói đó, cái thời gian mà để học một cái ngoại ngữ đó thì lâu hay mau là tùy người, nhưng mà cụ nói là để có một cái số từ mà tương đối mà đủ xoay sở trong cái lĩnh vực mà mình thấy cần đó, thì cụ nói hoa lâu, cụ nói một ngày như vậy nó khoảng chừng 3-5 chữ ha. Một tuần như vậy đó mình chỉ lấy 5 ngày ra chứ đừng lấy 7, một tuần mình lấy 5 ngày rồi 2 ngày kia coi như để ôn hoặc là để giải lao cho cái đầu nó nhẹ đi, mình vẫn đi làm việc sinh sống bình thường, nhưng một ngày mình bỏ vào đầu mình khoảng 3-5 chữ, thì 100 ngày như vậy rồi 1 năm như vậy rồi 3 năm như vậy thì từ nó rất là nhiều nha, nó nhiều lắm. Một ngày mình nghe nó từ 3-5 chữ thì nó có nhiều, nhưng mà mình thử tưởng tượng nếu mà 100 ngày rồi 300 ngày tức là một năm á, một năm là 300 ngày rồi thì là 10 năm, bây giờ thôi 10 năm là nhiều lắm, mình lấy khoảng 3 năm thôi, 3 năm thì nhiều lắm nha, nhiều lắm. Trời lạnh mà trong nhà có muỗi mới vui chứ. Ok, thì sống như vậy đó, theo lực hành động ấy không bị ai chỉ trích vì ấy được sanh thiên, có nghĩa là sống như vậy đó. Nhưng chúng ta biết trong Trung Bộ Kinh ấy, có cái bài kinh rất là đặc biệt, đó là bài kinh Khatika đó. Khatika đó xuất ra Trung Bộ. Nếu mà tính được tại cái bản in của trước Đếm Lâm thì Trung Bộ 3. Nhớ không lầm như Trung Bộ 3 là khi vô nó tìm cái Khatika đó xuất ra. Đây là một nhân vật cư sĩ rất là đặc biệt nhà thời Đức Phật Ca Diếp và chính Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Khi Ngài kể lại, Ngài kể cũng một cách trân trọng. Đây là một người cư sĩ nghèo, nghèo lắm, nghèo sát sơ, nghèo mà đúng nghĩa nghèo, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tức nghĩa là không có tài sản mà cũng không có ý đi tìm tài sản. Chứng tam quả, vì này chứng A-na-hàm mà thời Đức Phật Ca Diếp, mà làm nghề gốm là làm sao, vì là vì A-na-hàm mà vì nó không có muốn đào đất, đào đất thì nó chết côn trùng đi, cho nên là bị đi tìm đất khô ở mấy cái chỗ mà những cái hòn đất mà nó lăn lóc trên đồng đó, những miếng đất cày hay là những cái chỗ mà hang chuột hang cua mà nó đào ra đó, thì bị mới đem đất đó về để mà làm lò, làm lưu chậu bán cho người khác. Tội nghiệp như vậy đó, đã nghèo rồi mà còn tránh né đủ cách thì hết, là bị không có muốn xúc, không có muốn là xâm hại chúng sinh đó, bị tam quả mà. Rồi nghèo lắm mà nuôi cha mẹ bị mù nữa chứ, đã nghèo còn mắc kẻ eo, nghèo mà nuôi cha mẹ mù, mà coi như lẽ ra là bên này với cái khả năng ly dục nó phải đi xuất gia mới đúng, mà không, phải ở cư sĩ nuôi cha mẹ, nuôi cha mẹ mù. Rồi có một lần đó Đức Phật Ca Diếp ngày mới buổi sáng ngày đi đến nhà cha mẹ, lúc ông Khatika đó đi ra đồng về, đi ra đồng để mình đi tìm đất về làm lò đó, làm chậu, làm hũ rồi để bán. Thì trong nhà chỉ có hai người cha người mẹ mù của Khatika đó, thì Đức Phật Ca Diếp đã làm một cái chuyện mà ngài chưa từng và cũng sẽ không bao giờ làm với người khác, đó là ngài bước thẳng vào nhà bếp trong cái chòi lá của hai của gia đình Khatika đó, ngài nồi cháo ra ngài múc. Các vị tưởng tượng tỳ kheo ăn cái gì mà có người dân. Còn đằng này mình bị chánh đẳng chánh giác, thiên nhân chi đạo sư, nhân viên chi đạo sư bậc tối tôn tối thánh tôn của trời người,
mà đi xuống nhà bếp của một gia đình nghèo sơ sát ngoài đồng thì không mong gặp, dở cái nắp lên múc miếng cháo bỏ vào bát. Thì cha mẹ của các chị cá nghe tiếng động nó hỏi ai đó, chị nghe trả lời cái này Như Lai đây, Như Lai đến lên lấy cháo. Chỉ cái câu nói của Đức Thế Tôn thôi mà làm cho hai ông bà đó rùng mình lạnh xương sống nổi da gà. Họ không ngờ cái con người vĩ đại đó mà đi đến nhà mình tự xuống nhà bếp hả? Đi múc múc cháo như vậy. Mà tôi đọc được cái Đức Thế Tôn tôi rất là xúc động. Đức Phật ngày đó đem lại cho hai một cái niềm vui quá lớn, mà bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu dấu biển rồi, mà mình đọc được cái mình còn thấy sốc. Như Lai đây, Như Lai đến lấy cháo. Thì hai ông bà chỉ với niềm vui đó nhịn đói trong một tuần, ăn cơm không vô, bỏ ăn suốt một tuần, dễ sợ. Khách Tí Ca Rá về nghe kể như vậy bỏ ăn nửa tháng. Chưa hết, một ngày kia ông bà đang ngồi trong nhà thì nghe trên mái nhà có tiếng động, hỏi ai đó. Thì mấy vị sư mới nói là tụi tôi đây, mấy ông sư ở chùa. Cái chậu lá của Thế Tôn đó, bị do Thế Tôn kêu đến đây lấy lá về lạp sửa lại cái mái lá cho Thế Tôn. Tôi biết trong trung này có nhiều người nghe như vậy chắc là nổi sùng, nghĩ là tại sao bị chánh đẳng chánh giác còn đi hành động như vậy, cái chỗ mình dọn rồi đi lại dở nhà người ta. Nhưng mà xin nói rõ nha, Đức Thế Tôn chánh đẳng giác, Đức Phật nào cũng vậy, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca, Phật Nhiên Đăng là các ngài đâu có thiếu. Nhưng mà tại sao ngài lại hành động như vậy? Là vì ngài biết rõ rằng cái chuyện này nè nó dẫn đến cái gì, chứ không phải như mình là cái kiểu mà vô thành bất tính. Mình nghe này cái mình nổi sùng lên, mình nói tại sao Phật kìa hành động lạ lùng như vậy nhé. Thì khi mà trong kinh nói đó, khi mà hang bà mà nghe mà Như Tăng đến mà tự nhiên mình dỡ lá nhỡ mái nhà mình mà đem đi làm cho Phật như vậy đó, thì hai vị hoan hỷ quá là bỏ ăn nữa. Thì cái chuyện nó về sau nó đến tai của ông vua Kiki. Ông nghe như vậy ông đã cho người chở mấy trăm cái xe tài sản tới để mà hỗ trợ vật chất cho cha mẹ của Khatika đó. Vậy hôm nay dĩ nhiên các vị Phật tử đừng có bắt chước, bởi vì người ta hồi xưa có ông vua như vậy đó. Chứ hôm nay mà các vị mà dỡ mái nhà mà đem cúng chùa thì không có làng xã nào nó giúp đâu nha. Đừng có chơi dại quá. Ok. Thì tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói cái Tika đó là một cư sĩ nghèo, nhưng mà cái cách sống của ông sống đẹp quá. Sống có ta, sống có người. Và phải nói rằng một chuyện rất là khó tin nhưng có thật. Đó là cái niềm vui mà tôi hồi nãy tôi có nói, cái giá trị của một con người đó nằm ở chỗ là anh ta cho cái gì chứ không phải anh ta nhận được cái gì. Và cái câu thứ hai còn khó tin hơn nữa, đó là cái niềm vui mà khi mình, cái niềm vui của những gì, từ niềm vui từ những gì mình nhận được luôn luôn nhỏ xíu so với những gì mình cho ra. Tôi ví dụ hôm nay tại Mỹ có ai đó đem cho tôi một chiếc xe trị giá 20.000 đô la, tôi mừng lắm, tôi cảm kích lắm, đúng. Nhưng mà tôi xin nói thiệt, nói nhỏ xíu nha, cái niềm vui mà từ chiếc xe đó nó nhiều lắm đó, là năm hết, nhiều lắm là năm rồi. Nhưng mà nếu mà hôm nay mà tôi bỏ ra 1/10 số tiền đó để mà tôi hỗ trợ một cái giếng nước, một cái con đường làng nào đó ở Miến Điện, ở Tích Lan, ở Việt Nam, thì 20 năm sau tôi già cả lụm cụm mà tôi nhìn thấy cái giếng nước đó, tôi nhìn thấy cái con đường đó, chắc chắn tôi vẫn còn vui. Và nếu tôi có con có cháu, tôi dắt nó về làng xưa xóm cũ, tôi chỉ cho nó cái giếng ngày xưa lúc ông nội còn trẻ, ông nội đã bỏ tiền nó làm cái giếng này cho dân làng, để cho người ta không phải đi gánh nước xa nữa. Cháu thấy không, một chút tiền của ông người đó nó giúp cho biết bao nhiêu thế hệ người ở cái làng này. 20 năm nữa thì cái giếng đó trong lòng tôi nó vẫn mới tinh đại. Trong khi đó cái giếng nó chỉ có 2.000 đồng đô la thôi, trong khi đó 20.000 mà người ta mà tôi nhận được từ người khác đó nhiều lắm, một năm thôi nó hết vui rồi. Cho nên nói ra thì rất là khó tin, là cái niềm vui mà của cái người cho ra nó luôn luôn nó lớn hơn cái niềm vui của người được nhận. Mà chỉ khổ một nỗi là mình không có tin, mình khoái nhận hơn khoái cho ra. Ok, cho xin bài kinh tiếp theo. Cho tôi xin bài kinh tiếp theo, cũng theo cách cũ, đó là 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 cũng theo cách cũ.